Xin chào tất cả các bạn. Video hôm nay mình xin chia sẻ tiếp về các ngành nghề phổ biến tại Việt Nam mà các bạn có thể cân nhắc để chọn lựa khi các bạn đăng ký nguyện vọng vào đại học. Thì hôm trước là mình đã review và nói sơ qua về khối ngành kinh tế cũng như là những cái nhóm ngành thuộc về kỹ thuật công nghệ thông tin. Thì hôm nay một nhóm khối ngành nữa mà theo mình cái độ hot cũng không bao giờ là hạ nhiệt. Tại vì người xưa có câu nhất y nhì dược tạm biệt bách khoa. Thì y dược là một nhóm ngành, hay nói chung là nhóm ngành sức khỏe là một nhóm ngành cũng tương đối là thu hút rất là nhiều thí sinh. Tại vì sao? Tại vì cái lĩnh vực chăm sóc sức khỏe thì không bao giờ mà chúng ta có thể là chối bỏ trong một cái xã hội hiện đại. Khi cái đời sống của người dân càng được nâng cao, xã hội ngày càng phát triển thì cái nhu cầu chăm sóc về sức khỏe đòi hỏi là càng phải được quan trọng lên ở một cái mức cao hơn. Thì do chính vì vậy cho nên là nhóm ngành sức khỏe luôn có một cái sự thu hút đối với thí sinh, nhất là những thí sinh có niềm đam mê khám phá về cơ thể con người, khám phá về những cái mô hình bệnh tật, khám phá về cách điều trị, thậm chí là có những thí sinh yêu thích công việc điều trị, muốn phục vụ cho cái việc chăm sóc sức khỏe cho người dân, xem đó như là một cái niềm đam mê hay là cái sứ mệnh của mình. Thì khối ngành y dược hoặc là khối ngành sức khỏe đó thì sẽ có những ngành nào hàng đầu luôn sẽ là ngành y, thì điều này là không thể chối cãi rồi. Thì đối với ngành y thì các bạn sẽ có rất là nhiều cái vị trí làm việc sau khi ra trường. Khi các bạn học y 6 năm thì các bạn ra là các bạn là bác sĩ đa khoa, nhưng mà sau khi các bạn ra trường thì các bạn có thể là định hướng theo một cái chuyên khoa nào đó, ví dụ như bác sĩ nhi là khám bệnh cho trẻ em chẳng hạn, bác sĩ về sản là khám bệnh cho những thai phụ, vấn đề về sinh nở của các chị em, hoặc là những bác sĩ khoa nội, bác sĩ khoa ngoại liên quan tới phẫu thuật vân vân, rất là nhiều bác sĩ răng hàm mặt, bác sĩ tai mũi họng, thì rất là nhiều nhóm ngành. Nếu như các bạn yêu thích trước tiên hết là công việc điều trị và khám chữa bệnh thì bác sĩ đa khoa là một trong những ngành mà các bạn có thể cân nhắc và theo đuổi. Thì đối với học ngành này, để vào được ngành này thì trước tiên là các bạn phải có được cái mặt bằng điểm. Theo tôi nghĩ là đối với những cái hệ thống trường y nói chung đó thì mặt bằng điểm nó cũng khá là cao. Thì các bạn sẽ xem xét lại điểm của tuyển sinh của năm rồi, điểm năm nay mình đạt được, và trong suốt quá trình bạn có thể điều chỉnh nguyện vọng theo cái thang mặt bằng điểm chung đó, các bạn có thể cân nhắc. Nếu như mình xác định, mình ước lượng cái tỷ lệ của mình là an toàn thì mình cân nhắc mình có thể lựa chọn vào ngôi trường đó, cái nguyện vọng đó để các bạn học về bác sĩ đa khoa. Thứ hai nữa đó là các bạn phải có được cái dự đoán được cái quá trình học như thế nào. Thì nói chung học y thì đương nhiên là sẽ khá là cực hơn so với những ngành học khác, tại vì các bạn ngoài việc bạn đi học lý thuyết ở giảng đường, các bạn phải vào bệnh viện bạn thực hành, và thực hành xuyên suốt và đi trực xuyên suốt thì đòi hỏi mình phải có sức khỏe, phải có đủ đam mê và phải có cái nguồn năng lượng thì mình mới có thể là theo đuổi lâu dài được. Còn nếu như mà mình chỉ đam mê nhất thời hoặc là vì gia đình kỳ vọng mình làm bác sĩ đó thì mình nên cân nhắc lại coi cái nguyên suốt quá trình tới 6 năm mình có đủ cái khả năng hoặc là mình có đủ cái đam mê và đủ cái kiên trì để theo đuổi hay không. Thậm chí là sau khi học 6 năm rồi thì những cái quãng thời gian đầu tiên khi các bạn làm bác sĩ thì các bạn cũng phải làm việc rất là vất vả và tương đối là cường độ rất là cao, nhất là những bác sĩ nằm ở những cái phòng ban, những cái khoa trực cấp cứu thì các bạn thấy là đòi hỏi về cái thể lực, thậm chí là cái sức khỏe và cái kỹ năng tay nghề cũng rất là lớn. Thì đó là cái thông tin cho những ai yêu thích ngành y. Bên cạnh đó, nếu như không học ngành y thì các bạn có thể học ngành gì? Ví dụ như nhóm thứ hai là ngành dược, thì kế bên cạnh y phải là ngành dược. Thì ngành dược nó sẽ đi theo một hướng khác, là sẽ liên quan tới phần thuốc. Phần thuốc tức là sẽ có rất là nhiều vị trí khi các bạn có thể ra trường để bạn làm việc. Khi các bạn đã là một dược sĩ thì trước khi để làm được những việc đó thì các bạn phải đậu được nguyện vọng của ngành dược và ở tại một cái trường y dược nhất định. Thì các tương tự ngành y, các bạn cũng so sánh xem coi cái điểm của mình so với mặt bằng điểm chung, điểm ở năm trước nó có đạt vào cái tỷ lệ an toàn để các bạn đăng ký nguyện vọng hay không. Bên cạnh đó thì đối với ngành dược là một cái ngành khi các bạn học ở bậc đại học học rất là nhiều về hóa, thì các bạn có được cái kiến thức nền tảng có giỏi hóa hay không, nhưng mà tôi nghĩ để mà thi vào được, đạt được những cái cơ số điểm và được nguyện vọng thì cũng là tương đối là ổn rồi. Học xong ra thì ngành dược thì sẽ liên quan tới việc là bào chế thuốc, về cách sử dụng thuốc, về kiểm nghiệm thuốc, về bảo quản thuốc,
rồi về phân phối thuốc, về thuốc thì có tân dược và thuốc dược liệu vân vân, thì rất là nhiều cái nhóm liên quan. Thì khi các bạn ra trường thì người dược sĩ sẽ làm ở đâu? Thì khi các bạn ra trường thì dược sĩ có thể làm ở rất nhiều nơi, mà hầu hết những cái vị trí công việc mà những bạn dược sĩ trẻ bây giờ rất thích làm đó là trình dược viên. Thì các bạn có thể đi giới thiệu thuốc với bác sĩ, tức là người đưa ra cái hướng trị liệu cho bệnh nhân, thì người ta sẽ cân nhắc, người ta sẽ sử dụng thuốc của công ty bạn giới thiệu. Thứ hai đó, bạn có thể giới thiệu tại nhà thuốc để làm sao có được đơn hàng, để đạt được doanh số, thì để có được cái mức lương phù hợp. Thứ hai nữa là nếu như bạn không yêu thích công việc bán hàng, không yêu thích công việc làm trình dược viên, thì các bạn có thể làm dược sĩ tại bệnh viện. Thì ở đây là cái nơi này là cái nơi trực tiếp các bạn có thể là hỗ trợ phân phối thuốc, có thể là tư vấn sử dụng thuốc. Những bệnh viện người ta chuyên sâu về dược lâm sàng đó, thì các bạn có thể là nghiên cứu để tránh tương tác thuốc, giúp bệnh nhân sử dụng thuốc hợp lý và hiệu quả hơn. Ngoài ra thì các bạn còn có thể làm ở một nơi mà chuyên môn sử dụng rất nhiều, đó là công ty dược. Thì trong công ty dược các bạn có thể làm bên bộ phận bào chế, tức là các bạn sẽ tham gia vào một công đoạn nào đó ở trong quy trình sản xuất thuốc. Khi các bạn có nhiều kỹ năng rồi thì các bạn có thể là làm ở phòng R&D, tức là phòng nghiên cứu và phát triển, Research and Development của một công ty dược, để làm ra một cái công thức thuốc, một công thức bào chế thuốc mới để đưa ra thị trường. Thì đây là những cái thông tin cơ bản về ngành dược. Bên cạnh đó thì các bạn có thể làm kiểm nghiệm thuốc ở trong công ty dược. Thì kiểm nghiệm thuốc là nhiệm vụ của một cái người dược sĩ kiểm nghiệm, là các bạn phải dùng những cái phương pháp phân tích, ví dụ phương pháp phân tích về hóa học, phương pháp phân tích về vật lý, phương pháp phân tích về vi sinh, để các bạn xác định viên thuốc này là đạt chất lượng, có thể đưa ra thị trường cho người bệnh, người tiêu dùng, người ta sử dụng mà không gặp phải những cái vấn đề gì trở ngại, hay những vấn đề gì mà ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Thì đó là cái vị trí kiểm nghiệm thuốc. Ngoài ra trong công ty dược còn rất nhiều vị trí cho dược sĩ. Ví dụ các bạn có thể làm phòng QA, tức là phòng đảm bảo chất lượng. Bạn giám sát những cái quy trình để cho việc sản xuất thuốc nó đảm bảo đúng cái quy trình như đã định, và tránh những cái lỗi sai để giúp cho cái viên thuốc nó đạt được cái chất lượng như là ban đầu người ta đánh giá và người ta đã đăng ký. Ngoài ra nữa thì các bạn có thể làm marketing dược. Nếu mà dược sĩ mà có thêm một cái kiến thức, hoặc thêm một cái hệ thống về marketing, background về marketing tốt, là có thể làm những cái chương trình quảng cáo thuốc, là những cái chương trình bán hàng. Tuy nhiên marketing thì nó phần lớn nó sẽ do những cái bạn kinh tế làm nhiều hơn. Tuy nhiên thì đâu đó sẽ có những vị trí mà dược sĩ có thể tham gia. Ngoài ra thì nếu như các bạn sẽ hao một thời gian các bạn đi làm mà các bạn muốn kinh doanh riêng, thì bản thân người dược sĩ có thể mở được nhà thuốc. Thì đây là một cái giống như là một cái vương quốc, một cái lãnh địa riêng của các bạn. Các bạn có thể lấy hàng, các bạn bán hàng, các bạn tư vấn cho bệnh nhân, các bạn điều phối sản phẩm theo cái kiến thức và cái kỹ năng của mình, dựa trên cái nền tảng kiến thức đã học và pháp luật về ngành dược quy định. Ngoài ra trong nhóm ngành sức khỏe các bạn còn có thể học được những ngành nào? Điều dưỡng cũng là một ngành. Điều dưỡng thì những bạn sẽ tham gia chăm sóc cho bệnh nhân, hỗ trợ những cái quy trình hành chính ở trong bệnh viện. Nói chung ha, thì các bạn có thể là học ngành điều dưỡng. Cử nhân xét nghiệm cũng là một cái ngành cần thiết trong cái hệ thống chăm sóc y tế. Tại vì sao? Tại vì trước khi bệnh nhân được điều trị thì bác sĩ sẽ cho bệnh nhân làm một số xét nghiệm. Thì ở những cái khoa xét nghiệm của những bệnh viện hay là những cái phòng xét nghiệm dịch vụ bên ngoài đó, thì những anh chị là kỹ thuật viên xét nghiệm sẽ giúp mình làm những cái phép thử đó để xem coi bệnh nhân đó có bị bệnh hay không, có cần điều trị hay không. Ví dụ như có thể là người ta xét nghiệm về đường huyết nè, xét nghiệm về mỡ trong máu, xét nghiệm nước tiểu, làm công thức máu, rồi làm những cái xét nghiệm liên quan ha, thì chúng ta sẽ có được cái thông tin về cái vị trí của cử nhân xét nghiệm. Ngoài ra thì bây giờ cái đời sống xã hội người ta đã nâng cao, đã tiên tiến hơn rất là nhiều rồi. Định kỳ 6 tháng người ta có thể là đi xét nghiệm tầm soát những cái bệnh lý liên quan mỗi 6 tháng một lần. Thì những cái phòng xét nghiệm tư nhân đó thì họ làm dịch vụ, thì do đó thì cái cơ hội của cử nhân xét nghiệm rất là rộng sau khi ra trường. Tại vì người ta quan tâm tới việc chăm sóc sức khỏe, và cho dù là cái việc điều trị thì cái bộ phận xét nghiệm là một bộ phận gắn liền với việc kiểm tra, tìm ra bệnh và điều trị, không thể thiếu được ha.
Ngoài ra nữa thì sẽ còn rất là nhiều ngành sức khỏe khác. Trên đây thì là một số ngành cơ bản thôi. Nếu như các bạn không thích những nhóm ngành đó mà các bạn có khuynh hướng là quay về với thiên nhiên, quay về với tự nhiên, thích điều trị bằng những cái loại thuốc tự nhiên hơn đó, thì các bạn có thể nghĩ đến ngành y học cổ truyền. Cũng là một trong những ngành mà sẽ sử dụng những cái phương thuốc theo khuynh hướng y học cổ truyền. Ví dụ như là về thuốc thang, về những cái vị dược liệu, những cái vị thuốc trong đông y, hay là những cái phương pháp như là châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, vân vân, thì các bạn có thể vận dụng. Hoặc là nếu như bạn nhà bạn nào đang đã có một cái nền tảng về y học cổ truyền rồi, thì các bạn cũng có thể cân nhắc, mình thích học khối ngành sức khỏe, nhưng mà nhà mình đã có cái phương tiện, có cái điều kiện về lĩnh vực y học cổ truyền, thì chúng ta có thể cân nhắc để mà chúng ta theo học và chúng ta kế thừa phát huy cái nền y học cổ truyền của dân tộc mình. Tại vì nghiên cứu về cây thuốc và con thuốc đó các bạn, nó cũng rất là hay. Tại vì khi mình sử dụng thuốc tân dược thì nó sẽ có tác dụng rất là nhanh, nhưng mà nó sẽ kèm theo tác dụng phụ cũng tương đối nhiều. Nhưng mà đông y tác dụng nó từ từ, nó chậm chậm, nhưng mà tác dụng phụ nó lại ít. Thì tùy theo cái niềm đam mê, cái sở thích và cái điều kiện cũng như là nguyện vọng cá nhân thì mình có thể cân nhắc lựa chọn. Nếu như những ngành chung quanh mà các bạn cảm thấy cũng chưa có đủ hấp dẫn với mình, mặc dù mình thích nhưng học cái gì đó liên quan tới sức khỏe, thì sẽ có một ngành nữa, đó là ngành bác sĩ răng hàm mặt, là chăm sóc sức khỏe răng miệng cho bản thân mình. Đặc biệt là những năm gần đây thì theo quan điểm cá nhân của tôi đó, tôi thấy và tôi quan sát đó, thì người ta rất là quan tâm tới cái vẻ đẹp của hàm răng, quan tâm tới sức khỏe răng miệng hơn là cái thời gian trước. Thời gian trước người ta quan tâm tới bệnh lý ở trong cơ thể, còn những thời gian gần đây là ví dụ như ngoài hình thức là da đẹp, mặt đẹp, dáng đẹp, răng cũng phải đẹp, cho nên là người ta cũng rất là quan tâm về chăm sóc sức khỏe răng miệng và cái thẩm mỹ của răng. Cho nên thì các bạn có thể lựa chọn thêm ngành nữa, đó là ngành bác sĩ răng hàm mặt, để khi các bạn học xong các bạn có thể là tráng răng nè, giải phẫu răng nè, rồi chỉnh răng nè, vân vân ha, rồi có thể là trồng những cái răng sứ thật là đẹp cho những cái người khách hàng, những cái bệnh nhân người ta có nhu cầu. Thì trên đây là những cái thông tin cơ bản để các bạn có thể nghiên cứu thêm khi các bạn yêu thích học ngành khoa học sức khỏe, y nha, dược, điều dưỡng, xét nghiệm, y tế công cộng, vân vân ha. Thì các bạn hy vọng là các bạn sẽ chọn đúng ngành và có được tương lai tươi sáng.